trung tâm thương mại Thống Nhất, thành phố Hải Dương. Tiệm sửa xe cổ này của anh Hoàn này, các loại xe cổ. Con này của mình là đời bao nhiêu nhỉ ông Hoàn này? Hoàn nhỉ? Đời của xe này, con này là... Con này của em, con này á? À? Vâng. Con này là thập niên 60. 60. Nó khoảng là sản xuất năm năm mấy? Mất mẹ tem. Đầu năm đầu 6. Con này là sản xuất 557. Bên đây coi như là 50 năm rồi đấy. Chất thế. Dễ đổ cực. Đi ngon lắm. Này ngon, con này máy chất. Đi thử cho em, đi sướng lắm. À, nghe tiếng máy nổ thế, nó ngọt. Bao nhiêu lòng lợn rồi là thịt chó anh Thanh nhỉ? Vấn đề lắm. Mới được cái xe này. Ngay lòng.